Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 30 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin bác sĩ Hà Nội cảnh báo âm tính giả trong khi Việt Nam chống dịch dựa vào quyết tâm chính trị. Một bài viết vào hôm 26 tháng 3 năm 2020 của một bác sĩ ở Bệnh viện Hà Nội cảnh báo số lượng nhiễm bệnh thực tế cao hơn rất nhiều so với công bố đã bị áp lực chính trị xóa đi. Cùng lúc đó, Phó Thủ tướng của Việt Nam ông Vũ Đức Đam nêu ra quyết tâm rằng Việt Nam sẽ không để tăng đến 1.000 ca nhiễm trước ngày 31 tháng 3 năm 2020. Một thông tin cho biết một bác sĩ ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội có hành động gần như Lý Văn Lượng ở Vũ Hán khi đưa ra cảnh báo rằng con số nhiễm bệnh cao hơn rất nhiều so với công bố của Bộ Y tế Việt Nam. Ông nói như sau. Mỗi sáng mai, chúng ta mở tin tức ra đọc, thấy những con số dương tính cứ tăng dần lên. Hôm nay mới 50, ngày mai sẽ lên 65, rồi ngày kia sẽ lên 90, vân vân. Nhưng con số đó chúng ta chỉ nên nhìn nhận theo khía cạnh chính quyền và Bộ Y tế đã phát hiện ra và đáng được cách ly điều trị. Còn con số thực, người nhiễm trong cộng đồng hiện nay có thể sẽ rất cao hơn rất nhiều. Đây là hình ảnh bác sĩ Trần Quốc Khánh ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội với trang Facebook có dấu tích màu xanh với 130.000 người theo dõi. Bài viết trên trang Facebook cá nhân với gồm 130.000 người theo dõi của bác sĩ Trần Quốc Khánh, hiện công tác Bệnh viện Hữu nghị Hà Nội, hôm 26 tháng 3 được cộng đồng nghiệp xác nhận và chia sẻ trên mạng xã hội. Nhưng chỉ qua ngày hôm sau đã bị xóa đi cùng với lời xin lỗi như sau. Số liệu thống kê chưa chính xác, chưa được kiểm chứng và gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng. Tuy nhiên, nội dung bài viết này rất xác thực và có giá trị, không hẳn như lời xin lỗi, mà có lẽ bác sĩ này đã bị một áp lực từ cấp trên hoặc từ nhà cầm quyền Việt Nam buộc phải xóa bỏ bài và công khai đăng xin lỗi trên trang Facebook cá nhân. Riêng bài xin lỗi của bác sĩ Khánh cũng nhận được gần 1.000 lời bình luận và đa số đã bày tỏ sự cảm thông và cho rằng bác sĩ viết đúng sự thật, không cần xin lỗi. Mà vài người trách rằng có lẽ bác sĩ phải dũng cảm giữ quan điểm của mình, không nên lùi bước trước áp lực của chính quyền. Bác sĩ viết tiếp như sau. Xin mọi người đừng đong đếm con số hữu hình về số người nhiễm mỗi ngày nữa. Nó chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm khủng khiếp. Cũng đừng xin đừng truy vấn lịch sử, di chuyển, tiếp xúc của bất cứ bệnh nhân nào. Việc đó chính quyền sẽ làm. Với bệnh lý truyền nhiễm, tác nhân gây bệnh nhỏ bé vô cùng, bằng mắt thường không thể nhìn thấy được, nhưng lại âm thầm lan truyền và lây nhiễm. Đến một mức nào đó sẽ bùng nổ với hàng ngàn ca bệnh. Ông đã cảnh báo như vậy. Và ông cũng cảnh báo về tình trạng âm tính giả là cực kỳ nguy hiểm hiện nay với nội dung đưa ra như sau. Chính quyền và mỗi người dân ở các địa phương hiện đang âm tính cũng nên chuẩn bị cho các tình huống bệnh dịch trong thời gian tới vì giai đoạn ủ bệnh của người dân đi về nhiều nhất cũng là giai đoạn lây nhiễm cao nhất. Xin hãy hạn chế hội họp trực tuyến, hội họp trực tiếp, tụ tập theo nhóm, gặp gỡ giao lưu lúc này vì có thể mọi người đang ở trong giai đoạn âm tính giả. Đây là hình ảnh Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội đã trở thành một ổ dịch lớn nhất của cả nước với 5.100 bệnh nhân cùng hàng ngàn người đã phải cách ly, chưa kể hàng trăm bác sĩ, y sĩ ở bệnh viện đang có nguy cơ lây nhiễm rất cao. Ông nói con số nhiễm bệnh thực tế cao hơn rất nhiều. Trích nguyên văn, vì sao như vậy? Một số lượng lớn người nước ngoài từ những vùng dịch đã đến Việt Nam và nhập cảnh khi có thể đang mang trong người mình mầm bệnh nhưng đang ở giai đoạn ủ bệnh. Việc kiểm tra bằng hệ thống đo nhiệt hay khai báo y tế cũng chỉ là kiểm soát phần nào các trường hợp. Cũng với tình cảnh trên, người dân hồi hương về từ các nước, dù chúng ta có những chương trình cách ly nhưng chỉ có thể là hạn chế mà thôi. Không thể sàng lọc một cách tuyệt đối được. Ngoài ra, trong số hơn 140 người dương tính hiện nay, đâu có phải họ nhiễm virus là dương tính ngay. Vậy nên, trước khi chúng ta có test dương tính, thì số lượng người tiếp xúc và lây lan của những người này cũng đã rất cao rồi. Thêm thế nữa, điều nữa, có rất nhiều người đã có kết quả âm tính giả hoặc bị nhiễm cúm Vũ Hán nhưng cơ thể tự chữa khỏi được. Tuy nhiên, chính hai nhóm người này sẽ là những nhân tố lây lan rất lớn trong cộng đồng diễn ra trong thời gian tới. Hôm nay tôi có xem hình ảnh cắt lớp phổi từ một bác sĩ chuẩn đoán, hình ảnh chia sẻ. Bạn ấy thông tin rằng tổn thương phổi rất đặc trưng của cúm Vũ Hán trên nền bệnh nhân có biểu hiện viêm đường hô hấp. Tuy nhiên, người đó lại có test với cúm Vũ Hán là âm tính.
chúng ta chấp nhận lùi một bước, chấp nhận thua lỗ, chấp nhận khó khăn trong thời gian này, còn hơn là phải đánh đổi cả mạng sống, đánh đổi cả nhiều năm trời, sau đó không thể thoát ra được khỏi căn bệnh. Bác sĩ lại kết luận như vậy. Và phát biểu của ông Phó Thủ tướng Phạm Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống cúm Vũ Hán được đưa ra, nói trong cuộc họp vào ngày 27 tháng 3 năm 2020 rằng nếu kiên trì các biện pháp chống dịch như lâu nay, Việt Nam sẽ không rơi vào kịch bản tăng đến 1.000 ca bệnh nhân nhiễm viêm phổi Vũ Hán tính đến ngày 31 tháng 3 tới đây. Đây là hình ảnh bảng thống kê đến tối ngày 29 tháng 3 cho thấy có 683.835 ca nhiễm và 32.169 ca tử vong vì cúm Vũ Hán trên toàn thế giới. Theo phân tích của ông Vũ Đức Đam dựa trên thống kê trên thế giới, thời gian trung bình để số ca nhiễm Vũ Hán tăng từ 100 lên 1.000 là 9 ngày, ngoại trừ Nhật Bản là 28 ngày. Vì vậy, theo cách tính này, Việt Nam ghi nhận 100 ca nhiễm mới vào ngày 22 tháng 3, thì đến ngày 31 tháng 3, Việt Nam có khả năng tăng lên thành 1.000 ca nhiễm. Tuy nhiên, người đứng đầu Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm Vũ Hán khẳng định rằng sẽ không có 1.000 ca nhiễm vào thời điểm đó như kịch bản dự tính. Nguyên nhân được ông Vũ Đức Đam giải thích vì những giải pháp của Việt Nam tính đến giờ đến phút này vẫn rất hiệu quả. Nhà báo độc lập Phạm Thành, người trước đây làm việc cho hệ thống truyền thông nhà nước Việt Nam, đưa ra nhận xét như sau. Căn bệnh cộng sản là không bao giờ biết được sự thực khách quan là gì, luôn luôn điều hành cụ thể là muốn ngăn chặn dịch theo ý muốn chủ quan. Dịch phát triển như thế nào thì làm sao ngăn chặn theo ý chủ quan được, mà phải trình bày được phương án như thế nào, lực lượng vật chất chống dịch thế nào. Chứ cứ nói khơi khơi mà lực lượng không có thì làm sao chống được. Và bản thân Bộ Y tế của Hà Nội, tại Hà Nội vào lúc 18h30 ngày 29 tháng 3 thông báo có thêm 14 ca nhiễm cúm Vũ Hán, nâng tổng số các trường hợp bị nhiễm cúm Vũ Hán tại Việt Nam lên 188 ca bệnh. Đây là hình ảnh ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam của Việt Nam vào ngày 4 tháng 3 năm 2020 với câu phát biểu đặt tựa trên báo Thanh Niên như sau. Một tuần nữa không có ca nhiễm mới, Việt Nam sẽ công bố hết dịch. Đồng quan điểm với nhà báo Phạm Thành, blogger Nguyễn Ngọc Già ở Sài Gòn nhận định như sau. Chống dịch cúm Vũ Hán hiện nay đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam qua nhiều lời phát biểu chứ không phải riêng ông Vũ Đức Đam, mà kể cả ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo cấp cao khác. Tôi cho rằng tiền hậu bất nhất. Tôi không ngạc nhiên vì truyền thống của người Cộng sản đã luôn luôn bưng bít sự thật. Bằng chứng là những câu chữ của ngay ông Nguyễn Xuân Phúc, đó là dịch bệnh đang phát triển ở mức khó lường. Tôi cho là còn có những thông tin ghê gớm hơn về dịch bệnh mà họ vẫn đang giấu giếm người dân Việt Nam. Trước đó, báo Trung Đức đưa tin cho biết trong cuộc họp về công tác phòng chống dịch cúm Vũ Hán của Bộ Chính trị diễn ra tại trụ sở Trung ương Đảng vào ngày 20 tháng 3 năm 2020, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng có khen ngợi công tác lãnh đạo chỉ đạo rất kịp thời, nhạy bén và quyết liệt. Vẫn theo người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam, cả hệ thống chính trị lẫn toàn dân đã cùng vào cuộc chống dịch và đạt được những kết quả tích cực. Và đó cũng là lần đầu tiên ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì một cuộc họp phòng chống nhiễm cúm Vũ Hán sau gần 2 tháng dịch cúm chính thức công bố có mặt ở Việt Nam. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp phòng chống dịch cúm Vũ Hán vào hôm 20 tháng 3 năm 2020. Trước đó một ngày, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã có mặt chủ trì cuộc họp về nhân sự Đảng. Đây cũng là lần xuất hiện công khai mới nhất của ông Nguyễn Phú Trọng kể từ ngày 27 tháng 2. Nói về vai trò của ông Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam với 4 triệu người, đồng thời là chủ tịch nước đứng đầu với 100 triệu người Việt Nam trong cuộc chiến chống cúm Vũ Hán, mà nhà báo Phạm Thành đã nhận định như sau. Thấy hiện tượng lạ, rất lạ là trên thế giới không ông nào đứng đầu đất nước trước nạn dịch lớn toàn cầu thế này mà không dám mở mồm nói một tiếng. Trong khi đó, ông lại chỉ lo cho đảng của ông, nhưng thật sự có lo cho đảng không thì không biết được. Bởi vì hình ảnh đưa lên mạng là hình ảnh của trước đây chứ không phải hình ảnh bây giờ. Nên tôi nghĩ, một là ông ấy không đủ sức khỏe để điều hành đất nước. Hai là đám quân quyền của ông nên ông ấy không muốn từ chức. Ba là ông ấy lên được hay không là do tàu cộng viện trợ cho ông ấy. Nên tàu cộng không cho ông ấy nghỉ thì ông không dám nghỉ.
Và vì nguyên nhân vừa nêu, nhà báo Phạm Thành cho rằng do ảnh hưởng của Trung Quốc mà việc phòng chống dịch cúm Vũ Hán hiện nay của Việt Nam cũng theo phương thức mà Trung Quốc đã đề ra. Đây là hình ảnh tàu Nam Ninh từ Trung Quốc đến Hà Nội vẫn chạy đều mỗi ngày, mỗi chuyến khi dịch cúm Vũ Hán đang bùng phát dữ dội và các tuyến đường hàng không, đường bộ đều tạm ngưng. Nhà báo Phạm Thành nói tiếp, hàng ngàn người, hàng triệu, hàng vạn người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam thì im. Không dám nói một hiện tượng nào bị lây nhiễm cúm này từ Trung Quốc mà đợi tới khi mấy người ở phương Tây về mới la lối lên là nhiễm cúm. Đấy là kịch bản của tàu cộng, vừa rồi còn đổ cho cả Mỹ là người gieo rắc loại cúm này. Còn blogger Nguyễn Ngọc Già lại bày tỏ niềm tin rằng dịch bệnh rồi cũng sẽ qua, nhưng cũng sẽ kéo dài theo sự khủng hoảng toàn diện về chính trị, kinh tế và đặc biệt là khủng hoảng về niềm tin của người dân đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Ông nói tiếp, họ cứ làm chuyện chống dịch bằng quyết tâm chính trị, thì tôi nghĩ việc đó là rất ngây ngô và không có hiệu quả gì. Chúng tôi ở ngay Việt Nam, tôi ở ngay Sài Gòn, nhưng không hề có sự hỗ trợ nào thiết thực ngoài những tin nhắn rất nhiều của Bộ Y tế, Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông. Cái quan trọng nhất hiện nay là tôi không tin vào những con số người nhiễm, đặc biệt là số tử vong ở Việt Nam hiện nay là con số thật. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai, ngày 30 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.